Những người đam mê săn bắt từ khắp các quốc gia vùng Baltic đã cùng nhau tham gia cuộc thi bắt chước tiếng hươu đỏ. Tiếng kêu của loài vật này vốn dĩ đặc trưng, nên phần thể hiện của các thí sinh khiến khán giả vô cùng thích thú. Các thí sinh được chấm điểm dựa trên khả năng bắt chước tiếng kêu của hươu đỏ ở các hạng mục khác nhau, chẳng hạn như tiếng con hươu con kiếm mồi, tiếng hươu chiến thắng sau một trận đấu, tiếng hươu lúc tìm kiếm bạn tình, hay tiếng con hươu đầu đàn. Các thí sinh phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về trang phục, đó là những bộ đồ đi săn truyền thống. Ngoài ra, họ phải giữ im lặng trong suốt cuộc thi, ban giám khảo chỉ nghe tiếng và đánh giá các phần thi. Người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện Latvia tham gia giải vô địch gọi hươu châu Âu tại Ba Lan vào